Hiện tượng dị ứng xảy ra do nhiều nguyên nhân như cơ địa, thức ăn, các chất kích thích từ môi trường như khói bụi, nguồn nước, lông chó mèo. Thuốc chống dị ứng là những loại thuốc có tác dụng chống lại các dị nguyên là tác nhân gây ra dị ứng. Chúng ta cùng tìm hiểu các loại thuốc chống dị ứng được sử dụng phổ biến hiện nay. Thuốc kháng histamin. Sau khi học xong bài này, học sinh cần đạt được những mục tiêu sau đây. 1. Trình bày được kiến thức đại cương và phân loại các nhóm thuốc kháng histamin. 2. Phân tích đặc điểm dược động học, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, để áp dụng trong tư vấn sử dụng thuốc kháng histamin. 3. Vận dụng các kiến thức đã học, để nhận biết và hướng dẫn sử dụng thuốc kháng histamin trong các tình huống giả định. 4. Rèn luyện được kỹ năng phát triển cá nhân, làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm tài liệu, xử lý tình huống. Trong phần đại cương chúng ta cùng tìm hiểu về 1. Hiện tượng dị ứng. 2. Công thức chung của các thuốc chống dị ứng. 3. Phân loại. 4. Cơ chế tác dụng. 5. Tác dụng không mong muốn. 6. Chỉ định chung. 7. Nguyên tắc sử dụng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thuốc sau. 1. Prometazin hydrochlorid. 2. Clofenizamine. Hiện tượng dị ứng. Dị ứng là một bệnh có sự kết hợp giữa kháng nguyên gây dị ứng và kháng thể dị ứng, gây nên bệnh cảnh lâm sàng, nổi mề đay, phát ban, mẩn ngứa, hoặc gây ra viêm, sưng, nóng, đỏ, đau. Sau đây là một số tác nhân gây dị ứng. Phấn hoa, thực phẩm, lông chó mèo, thuốc, mỹ phẩm. Nguyên nhân, do sự giải phóng histamin trong cơ thể. Histamin là một amin, đạt được sau khi loại nhóm CO2 của histidine. Bình thường histamin tồn tại dưới hai dạng. Dạng tự do có hoạt lực. Dạng kết hợp không có hoạt lực. Ở người bình thường có sự cân bằng giữa hai dạng đó. Ở người dị ứng histamin được giải phóng ra dạng tự do quá nhiều gây nên dị ứng, ngứa, phù nề, hen suyễn, đỏ toàn thân, nặng, hội chứng Steven Johnson, Liel có thể gây tử vong. Hội chứng Steven Johnson, Liel. Hội chứng Steven Johnson, Liel. Khi histamin gắn vào thụ thể H1, hiện tượng dị ứng sẽ xuất hiện. Vì vậy người ta tìm ra giải pháp chống lại ảnh hưởng của histamin. Dùng thuốc đối kháng với histamin tại thụ thể H1. Dùng thuốc ức chế giải phóng histamin. Ngoài ra còn một số chất trung gian hóa học khác, serotonin, bradykinin cũng gây dị ứng bệnh lý. Hội chứng Steven Johnson, Liel. Công thức chung của các thuốc chống dị ứng. Trong đó, X có thể là oxy, nitơ, carbon. Phần không thể thay thế trong tất cả các thuốc kháng histamin H1 là etinamino. Nitơ nhất thiết phải là bậc 3. R là gốc carbon thơm hay dị vòng. R1, R2 là các gốc thế ankin. Dựa vào dược động học, tác dụng, các thuốc kháng H1 được xếp thành hai thế hệ. Thế hệ 1, gồm các thuốc có thể đi qua hàng rào máu não. Dễ dàng có tác dụng trên receptor H1 cả trung ương và ngoại vi, có tác dụng an thần mạnh, chống nôn, và có tác dụng kháng cholinergic giống atropine. Thế hệ 2, gồm các thuốc rất ít đi qua hàng rào máu não, có thời gian bán thải dài, ít tác dụng trên H1 trung ương, chỉ có tác dụng trên H1 ngoại vi, không có tác dụng kháng cholinergic an thần, không an thần và không có tác dụng chống nôn, chống say tàu xe. Cơ chế tác dụng. Cơ chế, thuốc kháng histamin H1 thực thụ ức chế cạnh tranh với histamin tại thụ thể H1. Thuốc đẩy histamin ra khỏi thụ thể và gây tác dụng, nhưng khi lượng histamin nhiều thì chúng đẩy thuốc ra khỏi thụ thể, làm thuốc mất tác dụng. Như vậy, các thuốc kháng histamin H1 chỉ có tác dụng chữa triệu chứng, không chữa được nguyên nhân gây bệnh.
Cơ chế tác dụng. Giải thích cơ chế, so sánh công thức của thuốc. So sánh công thức của thuốc và histamin. Ta thấy thuốc và histamin có cấu trúc tương tự nhau, nên sẽ cạnh tranh nhau trên cùng một vị trí H1. Bên nào có nồng độ cao hơn sẽ gây tác dụng. Khi dùng thuốc, nồng độ thuốc cao hơn nồng độ histamin, nên sẽ đẩy histamin ra khỏi thụ thể H1. Bệnh dị ứng giảm xuống, nhưng khi lượng histamin nhiều nó lại đẩy thuốc ra khỏi thụ thể, làm thuốc mất tác dụng. Tác dụng. Làm mất tác dụng của histamin trên các cơ quan. Trên thần kinh trung ương có tác dụng ức chế làm dịu, gây ngủ, chống nôn, chống say tàu xe. Tác dụng không mong muốn. Ngủ gà. Khô miệng. Hạ huyết áp thế đứng. Bí tiểu. Làm thuốc tiền mê. Chống say tàu, xe. Dùng phối hợp với các thuốc giảm đau, hạ sốt. Nguyên tắc sử dụng. Dùng sớm, dài ngày và dùng liều duy trì. Không dùng cho người đang điều khiển máy móc, phương tiện giao thông. Khi uống không được nhai. Khi điều trị phải kết hợp với thuốc điều trị nguyên nhân. Prometazine hydrochloride, phenacang, piponfen. Tác dụng. Chống dị ứng mạnh và kéo dài. Giảm đau, an thần, gây ngủ. Chỉ định. Dị ứng do mọi nguyên nhân, do thức ăn, thời tiết, thuốc, mày đay, mẩn ngứa, phù nề, hen suyễn. Đau dây thần kinh, tâm thần rối loạn, say tàu xe, chống nôn. Làm thuốc tiền mê trong ngoại khoa. Chống chỉ định. Người đang điều khiển máy móc, phương tiện giao thông. Tiêm dưới da. Chú ý. Khi dùng thuốc nên nằm nghỉ, nhất là tiêm. Nên uống thuốc buổi tối. Cách dùng. Uống, tiêm bắp sâu, tiêm tĩnh mạch chậm. Liều dùng. Uống, tiêm bắp, đặt trực tràng 12,5 đến 25mg trên lần, 2 đến 4 lần trên 24 giờ, không quá 150mg trên 24 giờ. Liều dùng bằng một nửa lần người lớn. Dạng bào chế. Dung dịch tiêm 25mg trên ml, 50mg trên 2ml. Thuốc đạn, 12,5 đến 25, 50mg. Siro 0,25mg trên 5ml, 25mg trên 5ml. Bảo quản, trong chai lọ màu, đóng kín. Để nơi khô ráo, thoáng mát. Chlorpheniramine, Anlepvin, Lentostamin, Polaramin. Dạng thuốc. Viên nén. Siro. Tác dụng. Chống dị ứng mạnh hơn prometazin. Gây ngủ. Tác dụng. Không mong muốn. Ngủ gà. Khô miệng. Táo bón. Chỉ định. Dị ứng do mọi nguyên nhân. Điều trị phối hợp với sốc phản vệ. Tăng tác dụng của thuốc ho. Chống chỉ định. Người đang điều khiển phương tiện giao thông. Vận hành máy móc. Người uống rượu. Cách dùng, liều dùng. Người lớn, 4mg trên lần, 4 đến 6 lần trên 24 giờ. Trẻ em, 0,3mg trên kg, chia 3 đến 4 lần. Tối đa không quá 12mg trên 24 giờ. Losartan. Dạng thuốc và hàm lượng. Viên nén losartan 10mg. Viên nén losartan tan rã nhanh 10mg. Siro losartan 1mg trên ml. Tác dụng. Losartan có tác dụng kéo dài đối kháng chọn lọc trên thụ thể H1 ngoại biên và không có tác dụng làm dịu trên thần kinh trung ương. Losartan có tác dụng làm nhẹ bớt triệu chứng của viêm mũi và viêm kết mạc dị ứng. Do giải phóng histamin, losartan còn có tác dụng chống ngứa và nổi mày đay liên quan đến histamin. Tác dụng không mong muốn. Đầu, chóng mặt, khô miệng, viêm kết mạc. Chỉ định. Viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, ngứa và mày đay liên quan đến histamin. Chống chỉ định. Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Liều lượng và cách dùng. Người lớn,
người cao tuổi và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Dùng một viên nén 10mg Loratadine hoặc 10ml, 1ml IGAM trên ml. Sizoloratadine, dùng một lần trên ngày. Fesofenadine Chlorhydrate, biệt dược, Tenfat. Tác dụng: Fesofenadine là chất chuyển hóa của tephenadine, là một chất kháng histamin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H1 ngoại biên, không có tác dụng an thần hoặc các tác dụng khác trên hệ thần kinh trung ương. Dược động học: Fesofenadine được hấp thu nhanh với thời gian trung bình để đạt nồng độ tối đa trong huyết tương là 2,6 giờ ở những người khỏe mạnh. Sau khi uống liều duy nhất dung dịch chứa 60mg, nồng độ trung bình trong huyết thanh là 209 nanogram trên ml. Thời gian bán thải trung bình của fesofenadine là 14,4 giờ sau khi uống 60mg. 60-70% fesofenadine gắn vào protein huyết tương, chủ yếu gắn vào albumin. Chỉ định: điều trị các triệu chứng viêm mũi dị ứng ở người lớn và trẻ em lớn hơn hoặc 12 tuổi. Chống chỉ định: trẻ em nhỏ.